Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em với chủ đề Giữ chọn ước mơ do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục Đào tạo và Công ty Honda Việt Nam phối hợp thực hiện từ năm học 2018-2019. Đây là năm học thứ 3 liên tiếp triển khai chương trình. Đã có gần 6 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn được trao tận tay các em học sinh bắt đầu bước vào lớp 1 tại tất cả các trường tiểu học trên phạm vi toàn quốc. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện là một chủ trương thiết thực và có giá trị nhân văn sâu sắc. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực đồng hành cùng Chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề giao thông tại Việt Nam, góp phần mang đến tương lai tốt đẹp hơn cho các em nhỏ trên cả nước. Theo số liệu của Ban chỉ đạo chương trình Giữ chọn ước mơ, việc thực hiện đội mũ bảo hiểm của trẻ em trên toàn quốc có hiệu quả rõ rệt và nhanh chóng. Nếu như năm học 2017-2018 tỷ lệ chỉ là 35%, thì sau năm học 2018-2019 tỷ lệ đã tăng lên 52%. Đến hết năm học 2019-2020 tỷ lệ đã là 70%. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực của các cấp chính quyền, nhà trường, phụ huynh và chính bản thân các em học sinh trong việc chấp hành quy định pháp luật về việc đội mũ bảo hiểm. Đặc biệt, trong đó có rất nhiều tỉnh, thành phố sau 3 năm triển khai đã đạt tỷ lệ trên 80% như Bến Tre, Quảng Ninh, Nam Định, Ninh Bình, v.v. Kết quả này chính là nhờ sự vào cuộc đồng bộ của tất cả các cấp chính quyền, nhà trường, phụ huynh và chính bản thân các em học sinh. Trong suốt hành trình giữ chọn ước mơ, Ban chỉ đạo luôn bám sát và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành các đợt khảo sát để đưa ra những kết quả chính xác, đánh giá một cách khách quan về tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm tại các tỉnh thành địa phương. Đây là cơ sở để Ban chỉ đạo họp bàn thống nhất với các tỉnh thành địa phương để tìm giải pháp khắc phục những mặt còn hạn chế, cũng như chia sẻ và nhân rộng các mô hình, cách làm hay nhằm tạo sự lan tỏa rộng khắp, góp phần nâng cao tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm một cách đồng đều trên toàn quốc. Một giờ lên lớp an toàn giao thông được đan xen trong chương trình giáo dục học sinh ở trường tiểu học Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Điều khác biệt của tiết học đó là hình thức tuyên truyền giáo dục được đa dạng hóa bằng các giáo cụ trực quan, tài liệu hay những video clip minh họa sinh động do công ty Honda Việt Nam hỗ trợ. Tiết học này luôn tạo nên sự hứng khởi cho các em, giúp cho các em dễ nghe, dễ tiếp thu những kiến thức an toàn giao thông cơ bản. Cảm thấy của con khi được tặng mũ bảo hiểm, con rất là vui, con rất là thích nó có màu sắc đẹp và hình vẽ đẹp, và nó rất là chắc chắn. Được cô giáo hướng dẫn, giúp chúng em hiểu được tác dụng của mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm khi nào và cách đội mũ bảo hiểm đúng cách. Nhờ vậy mà việc đội mũ bảo hiểm đối với chúng em và cha mẹ đã trở thành thói quen hàng ngày. Bên cạnh việc giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh, các bậc phụ huynh còn được tham gia vào những buổi đào tạo hướng dẫn đội mũ bảo hiểm, ký cam kết chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông do hệ thống các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm hỗ trợ cùng nhà trường và lực lượng cảnh sát giao thông tham gia tổ chức. Tôi cũng mong muốn là được nhân rộng tới toàn thể để cho mọi người, cũng như đặc biệt là con trẻ. Cái thứ nhất ý, là giữ chọn cái an toàn cho chính mình ấy, và cũng động viên người thân là làm sao cùng cái tham gia về cái công tác đội mũ bảo hiểm. Trong thời gian qua, việc xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông được ghi nhận và đánh giá cao về tính hiệu quả tuyên truyền. Tại địa phương, với sự quyết tâm nỗ lực của nhà trường, chính quyền và các lực lượng chức năng đã cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực. Cho đến nay, việc duy trì các cổng trường an toàn giao thông như thế này trở thành nề nếp trong suy nghĩ của mỗi bậc phụ huynh khi đưa con tới trường. Công tác tuyên truyền an toàn giao thông và đội mũ bảo hiểm cho trẻ em không chỉ được thực hiện giáo dục trong các giờ chào cờ hàng tuần, mà sau mỗi giờ tan học, các đội sao đỏ còn luôn thường trực kiểm tra, nhắc nhở phụ huynh và học sinh ngay tại cổng trường. Từ cái việc làm hàng ngày, ví dụ như là tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường là một cái tấm gương. Sau đó thì có kiểm tra sát sao cái việc các em thực hiện, có đánh giá, có khen thưởng, có nhắc nhở những em mà làm chưa tốt. Mặt khác,
lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh còn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tuân thủ chấp hành luật giao thông của các em học sinh. Đặc biệt là thực hiện các biện pháp tuyên truyền giáo dục làm sao cho phù hợp nhất trong từng lứa tuổi. Đội đã in ấn những hình ảnh và những băng rôn khẩu hiệu liên quan đến an toàn giao thông, nhất là những hình ảnh mà các em học sinh khác vi phạm, để cho giáo viên và nhà trường là cho các em xem trực tiếp. Xem trực tiếp về những hình ảnh đấy thì các em có những cái nhận thức nó rõ ràng hơn. Song song với đó, hệ thống camera an ninh lắp đặt trên các đường làng ngõ xóm hiện nay cũng tham gia vào giám sát việc chấp hành đội mũ bảo hiểm của người tham gia giao thông. Đồng thời trên các phương tiện truyền thông ở địa phương thường xuyên đẩy mạnh đăng tải các bài viết, thời lượng phát sóng về những điển hình, những mô hình hay, phổ biến kiến thức pháp luật an toàn giao thông nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền sâu rộng đến nhận thức của mọi đối tượng người dân. Thực hiện cái mục tiêu cụ thể là nâng cái tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em khi tham gia giao thông, và phấn đấu là đến hết năm 2020 thì 100% học sinh lớp 1 thì đội mũ bảo hiểm, bởi vì các em đều có mũ bảo hiểm, và 80% trẻ em trên toàn quốc sẽ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô xe máy.